Xin chào mọi người, tôi là Tuấn, chuyên viên bán hàng tại showroom Kiroasa, chuyên về thiết bị vệ sinh. Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng một cái hệ thống bàn cầu lắp thông minh nó sẽ như thế nào. Xin mời mọi người vào với sản phẩm. Và đây là một sản phẩm tôi muốn giới thiệu với các bạn mang ký hiệu C971TCF9433A. Tôi sẽ giới thiệu qua với các bạn một chút về cái hình thể bên ngoài của nó. Đúng không? Đầu tiên là tôi muốn giới thiệu về cái hệ thống bên dưới chân. Bên mặt dưới sản phẩm, đây là cái chân sản phẩm. Các bạn có thể nhìn nó rất là phẳng, rất tiện cho vấn đề vệ sinh sau này của các bạn, đúng không ạ? Và đến phần tiếp theo đó là hệ thống lắp đậy điện tử đi kèm bàn cầu. Các bạn nhìn qua đúng không ạ? Thứ nhất về cái đế của nó, các bạn nhìn qua, đây là một cái thực sự là một cái thiết kế tiêu chuẩn của Toto đối với tất cả những hệ thống bàn cầu đi kèm, tạo cho mình một cái sự thoải mái nhất định để khi mà chúng ta vệ sinh. Còn đây ở bên trên đó là một cái lắp đậy nó tương đối là vệ sinh và thẩm mỹ. Khi các bạn đóng xuống thì gần như các bạn cái phần đế bên dưới các bạn không nhìn thấy cái phần đó. Và thứ hai nữa là nó tạo cái vấn đề khi mà hệ thống khi mà mình sử dụng thì cái mùi nó cũng sẽ bớt tràn ra bên ngoài đó, và nó sẽ được khử mùi tốt hơn khi mà nó được kín và nó sẽ hoạt động, nó sẽ qua một hệ thống bên cạnh. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái hệ thống khử mùi. Đây là một lắp đậy, nó cũng thiết kế nó khá là đẹp. Mà đây cái phần quan trọng nhất đó là hệ thống than hoạt tính. Cái này các bạn có thể thay thế hoặc có thể sử dụng nó khá lâu dài, đâu đó khoảng 5 năm trở lên thì các bạn mới cần thay thế, hoặc không thể thì cũng không sao. Ok, tôi sẽ đóng lại. Tiếp theo, đây các bạn có thể không nhìn rõ, tôi sẽ xử lý cho các bạn. Cái này để có tác dụng gì ạ? Cái này trong trường hợp khi nhà mình không may sự cố mất điện xảy ra thì các bạn có thể sử dụng như bình thường, như những bàn cầu khác. Có thể mình đi xong thì mình sẽ kéo nó ra như thế này để mình xả, đúng không? Tôi sẽ đóng lại. Tiếp theo đây, nó thêm một cái phần này nữa. Nó là gì? Đây là một cái hệ thống mà lọc không khí. Cái này nó chỉ là lọc các cái chất bụi lớn hoặc là hệ thống côn trùng thôi, chứ nó không thể lọc kỹ được. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn hệ thống điều khiển đi kèm bàn cầu. Các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp đúng không ạ? Tôi cũng thấy nó đẹp. Đi kèm máy khiển, nó là sẽ là một hệ thống cái đế. Đế này bạn có thể bắt lên tường, sau đó thì bạn chỉ việc dựng nó như này trong tường và bạn sẽ đưa vào. Khiển nó sẽ có một hệ thống từ và cái đế có sẽ một từ thì để nó giữ để cái khiển của mình không bị rơi khi mình để nó vào. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn là những chức năng chính của hệ thống điều khiển này. Thứ nhất nó là stop. Cái này nó có chức năng gì ạ? Nó sẽ dừng lại tất cả những cái vấn đề khi bạn đang sử dụng. Đây nó là gì ạ? Đây là hệ thống rửa đại tiện. Khi bạn nhấn vào một trong hai chế độ rửa này thì nó sẽ phát sáng để báo hiệu rằng mình đang sử dụng chế độ nào. Sau đó chỉ khoảng 5 giây thì hệ thống đèn nó sẽ tự ngắt đi. Xuống bên dưới tiếp đó là hệ thống rửa tiểu lữ. Cái này thì thực sự rất hữu dụng cho những người phụ nữ đang có bầu hoặc là những người cao tuổi. Tiếp theo bên dưới đây là hệ thống sấy. Khi bạn sử dụng, bạn đã rửa vệ sinh xong thì bạn có thể sấy khô bằng hệ thống này. Tiếp theo bên này các bạn có thể nhìn đúng không ạ? Nó giống như những cái nút khóa hoặc volume ở trên điện thoại. Thì ở chức năng này thì nó sẽ có tác dụng là điều chỉnh cái vòi rửa của mình xa hoặc gần tùy theo người sử dụng. Thì chúng ta có thể bấm, nó sẽ di chuyển cái vòi tương ứng. Còn bên cạnh thì đây ạ, đây nó sẽ là cái hệ thống tăng giảm áp lực nguồn nước khi bạn sử dụng. Nếu bạn cảm thấy nó bị rau rát thì bạn có thể giảm nhẹ, hoặc nếu bạn muốn mạnh mẽ hơn hoặc là sạch sẽ hơn hay như nào đó thì bạn có thể ấn nó cho nó hết tốc độ. Tiếp theo đây ạ, phím bên trên, cái phím này có tác dụng gì ạ? Cái phím này nó sẽ là tác dụng hệ thống massage. Hai bên này là hai massage, một bên sẽ là massage dịch chuyển vòi, còn một bên thì sẽ là massage theo chế độ phun tia nước mạnh nhẹ đấy. Thì nó sẽ theo dao động như vậy thì mọi người có thể sử dụng. Tiếp theo thì ở bên dưới này nó sẽ có hiện hai người và số 1, số 2. Đây là hệ thống bộ nhớ.
Khi trong trường hợp mà bạn sử dụng đúng không ạ, bạn sẽ lưu lại một cái vị trí nhất định của mình, một cái hệ thống nhất định của mình khi mình rửa, thì khi người khác vào thì họ có thể điều chỉnh cao thấp hoặc như nào đó khác đi cái chương trình của mình đã cài đặt, thì mình chỉ việc ấn về vị trí cũ đó, các bạn nhìn thấy đúng không ạ, nó sẽ đèn về chỗ cũ ngay, thì khi đó mình sẽ sử dụng theo cái mình đã cài đặt mặc định, thay vì mình sẽ phải điều chỉnh lại rằng mực nước ấm hay nước lạnh hay độ mạnh như thế nào của nguồn nước, hay là cái vòi nó xa hay nó ngắn mình lại phải điều chỉnh lại, đúng không ạ? Nó rất là tiện. Ở đây nó sẽ có hai vị trí nhớ, thì các bạn có thể cài đặt cho hai người sử dụng. Ở mặt sau đây các bạn, nó sẽ có một cái màn hình hiển thị các cái chi tiết đi kèm. Thứ nhất là hệ thống nước, nguồn nước. Bạn có thể bấm theo những cái phím này, đây ạ, thì chuyển lên xuống đúng không ạ. Đây bạn điều chỉnh, thứ nhất về nguồn nước bạn có thể tắt đi. Nếu như trong mùa hè bạn không muốn sử dụng cái dòng nước ấm, bạn có thể về mùa đông thì bạn sẽ bật lên này, bật lên này, nó sẽ có 5 chế độ sử dụng đúng không ạ. Tiếp theo ở dưới đó là cái hệ thống đế ngồi, cái ghế ngồi của mình. Cũng vậy, bạn cũng có 5 cái mức chỉnh nhiệt độ. Vâng. Bạn nếu bạn không muốn ấm hay muốn nóng thì bạn tắt nó đi. Bạn muốn thì bạn lại bật từng chế độ lên, đúng không ạ? Có 5 mức thì bạn thoải mái bạn sử dụng. Và đây, nó là chế độ sấy. Sấy thì bạn sẽ không tắt hẳn đi được như các chế độ khác, tại vì khi mà tới vạch cuối cùng rồi thì mặc định là nó sẽ về chế độ không có nguồn điện vào hệ thống máy xo. Tiếp theo bạn sẽ bật lên từng chế độ, từng lớp một thì cái khí mà thổi trong cái sấy thì nó sẽ tương ứng cái mức nhiệt độ mà hãng đã trang bị sẵn trong cái hệ thống của máy. Tiếp theo là menu. Đây là các bạn có nhìn, chắc là khả năng là các bạn không nhìn rõ chữ đâu. Thì đơn giản tôi đọc nhanh thôi. Nó sẽ có cái chế độ là vòi rửa, tự vệ sinh này, chế độ tiết kiệm điện này, hệ thống lắp đóng, có bạn có cần đóng hay nó cần động mở hay là không thì bạn đều có thể tắt ở đây. Và những một số cái cài đặt khác thì bạn có thể enter nó vào, tiếng beep hay là cái gì đó thì bạn có thể sử dụng khi mà bạn cầm khiển này và bạn nhìn rõ chữ thì bạn sẽ làm việc tốt hơn, đúng không ạ? Và tôi lưu ý với các bạn rằng một vấn đề đó là khi sử dụng pin. Pin thì bạn không nên sử dụng những quả pin con thỏ ngoài thị trường bán đâu đó khoảng 1.500 một đôi. Vì khi đó thì thứ nhất là nguồn điện của nó không được ổn định, thứ hai nữa là cái hệ thống ăn mòn của cái dòng đó nó rất kinh khủng, dẫn đến các cái đầu tiếp xúc này nó sẽ bị dỉ sét đi. Thì khi đó cái kiển này của bạn có thể sẽ bị hỏng và không còn tác dụng. Khi bạn sử dụng cái kiển, bạn ấn vào một chế độ nào đó rửa thì ở trong này hệ thống vòi nó sẽ đi ra và nó sẽ làm theo những cái chức năng mà các bạn khiển ở trên điều khiển. Khi bạn sử dụng xong chế độ đó, bạn có thể stop và bạn có thể ấn chế độ sấy. Thì đây ạ, bên cạnh nó là một hệ thống sấy khí. Cái này có thể sấy ấm, sấy nóng hoặc là chỉ là sấy lạnh bình thường thôi. Thì các bạn sẽ sử dụng theo tùy từng cái thời tiết